Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM đã thông tin về các trường hợp tiếp xúc gần với một số bệnh nhân nhiễm COVID-19 vừa xuất hiện tại thành phố. Cơ quan chức năng đã xác minh được 737 trường hợp, tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Khu dân cư ở phường 7, quận 6, nơi ở của gia đình bé trai 1 tuổi, bệnh nhân 1348 đã được phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm của cư dân của 92 hộ nơi đây, ngay từ khi bé trai được xác định là F1 của bệnh nhân 1347 là nam giáo viên tiếng Anh. Đến tối ngày 1 tháng 12, lực lượng y tế đã lấy khoảng 300 mẫu đưa đi xét nghiệm. Trong tối ngày 30 tháng 11, phường đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế quận, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố tiến hành là lấy mẫu cho tổng cộng là gần 270 nhân khẩu. Tới thời điểm hiện tại thì phường tiếp tục là lấy mẫu vét cho những trường hợp còn lại, thì dự kiến số mẫu có thể là khoảng đạt 300 mẫu. Quận 6 là địa bàn đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19, nên công tác truy vết, khoanh vùng, sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến hai bệnh nhân 1347 và 1348 được khẩn trương tiến hành trong 2 ngày vừa qua. Trong đó, tập trung lấy mẫu xét nghiệm hai khu dân cư ở phường 3 và phường 7. Tổng cộng là được 241 mẫu. Ngày hôm qua chúng tôi lấy mẫu tiếp những cái phần còn lại, và hôm nay thì lực lượng chúng tôi tiếp tục ra soát lại những cái trường hợp truy vết tiếp F2, F1 có thể còn soát lại trong cộng đồng để tiếp tục chống dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng số mẫu đã xét nghiệm tính đến tối ngày 1 tháng 12 là 737, trong đó có 37 mẫu là F1 của bệnh nhân 1342, 372 mẫu là F1 của bệnh nhân 1347, 184 mẫu là F1 của bệnh nhân 1348, 36 mẫu là F1 của bệnh nhân 1349, 108 mẫu là tiếp xúc khác của 4 ca này. Hiện hơn 700 mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả.